Bình thường thì bọn tôi sẽ câu ở những cái rìa núi đá kia, nhưng vào sáng sớm khi bà con họ cho ăn ở bè này thì mình sẽ câu ở xung quanh bè. Vì tập tính cá săn mồi là luôn đi theo con mồi. Buổi sáng khi bà con họ cho cá ăn thì những cái cám nó rơi trong lồng ra, những con cá tép nó vào trong lồng nó ăn. Tức là mình rình xung quanh lồng, khi nào thấy cá tép nó nhảy lao sao lên hoặc là con cá măng lên lớp mồi thì mình sẽ ném mồi chính vào đó, thì con cá măng nó sẽ ăn ngay. Thông thường nếu mà mình ném kịp thời thì tỷ lệ dính cá tới 50%. Có rất nhiều loại mồi có thể săn được măng. Những loại mà tôi thấy nó hiệu quả nhất là con mồi đánh pốp. Mà những con mồi pốp này thì nó có một cái nhược điểm là nó action chạy bằng cơm và phải lắc liên tục nên là nó rất là mỏi tay. Khi mà mình mới chơi thì mình đánh nó rất là hưng phấn, nhưng mà khi mà chơi một lúc rồi khoảng đánh cả ngày rồi thì nó mỏi giã tay luôn. Thì có thể chơi bằng con mồi đuôi xoay, con mồi đít xoay như con này. Con này của Cần Thủ 10 đang bán này. Còn con này thì đang bán trên Shopee. Dính luôn hàng. Con hàng nhỏ nha em ạ. Hả? Con này bé. Con đầu tiên phát hết. Phê chưa? Úi giời ơi. Buổi sáng tuyệt vời. Dít quả buổi sáng phê quá.